Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi GPT phần ngữ pháp. Đầu tiên là môn đai số 1, môn đai ngữ pháp trong câu. Câu đầu tiên, Watashi ni ima ichiban taisetsu na mono wa katte iru inu desu. Taishite, kurabete, oite và totte. Thì các bạn thấy ở đằng sau nó gì nhỉ? Nó là câu là cái thứ mà quan trọng nhất bây giờ đó là con chó mà tôi đang nuôi. Vậy thì với cái nghĩa này thì chúng ta sẽ phải lựa chọn ngữ pháp nào? À, đó là ngữ pháp nitote, đúng nhỉ? Đối với tôi thì cái thứ mà quan trọng nhất bây giờ đó là con chó mà tôi đang nuôi nhá. Đằng sau ngữ pháp nitote sẽ là cái đánh giá của một người về một cái đối tượng nào đó. Nitaishite sẽ là một cái hành động của một người khác hướng đến tôi, hoặc là cái sự đối lập giữa tôi với người khác, nhưng đây không thể hiện điều đó, vậy sai. Câu 2 là kurabete là so sánh. Vậy thì phải so sánh tôi với một người nào khác, đúng nhỉ? Ở đây không có người thứ hai, do vậy không chọn. Oite là ở tại, giống như trợ từ d mà đây không mang nghĩa đó, do vậy sai nhá. Câu 2. Người A nói là konshumatsu yokattara issho ni shokuji gì đó shimasen ka? Ii desu ne. Soshimasho. Cuối tuần này nếu được thì cùng nhau đi ăn. Cùng nhau đi ăn nhé. Được. Cứ làm thế đi, nhất trí. Demo, dewa, nimo và niwa thì chúng ta được học rồi, trong mẫu câu rủ rê người khác làm gì, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ sử dụng là demo nhá. Đấy. Người ta đưa ra một gợi ý trong số các việc có thể làm thì có cái việc này thì sẽ sử dụng cấu trúc này. Tiếp theo câu số 3. 小学校に入学して字を書く機会が書く機会も増えるだと思い孫に文房具をあげることにしたらしいだろうつもりだ và so だ. Chúng ta cùng xem này. Tôi nghĩ là gì đó, khi mà vào học tiểu học ấy thì cái cơ hội viết chữ cũng sẽ tăng lên. Đấy. Tôi đã quyết định là sẽ tặng cho cháu tôi, Mago là cháu, những cái bumbogu văn phòng cụ, có nghĩa là những cái dụng cụ văn phòng, ví dụ như là bút rồi thì giấy vân vân, những cái đồ dùng văn phòng nhá. Thì ở đây mọi người thấy có to omoi đúng không nhỉ? Là tôi nghĩ là. Vậy thì đằng trước nó sẽ phải là thầy thường và nó sẽ phải là daro đúng không nhỉ? Tôi nghĩ có lẽ sẽ như thế. Không thể là rashi. Dashi và soda ở đây ấy, nó mang nghĩa là nghe nói, thì không ghép với lại to omoi nhá. Đấy. Loại. Tsumurida là dự định thì không ai nói là dự định tăng cả, sai. Câu số 4. Ashita moshi ame ga futta yote sarete iru sports daikai wa okonaimasu. Ở đây thấy có từ moshi, chắc là nhiều bạn sẽ chọn đáp án 1 là tara. Thế nhưng mà cái này chúng ta cần phải dịch nghĩa của câu, bởi vì là đi với moshi ngoài tara còn có một số dạng khác. Thì ở đây chúng ta xem. Ngày mai trời mưa. Ở đây là gì đấy? Cái đại hội thể thao mà đã được lên kế hoạch, đúng không nhỉ? Đã dự định ấy, thì sẽ tiến hành. Vậy thì rõ ràng là hai về trước sau là có mối quan hệ ngược nhau, một quan hệ nghịch. Như vậy chúng ta sẽ phải sử dụng ngữ pháp gì? Ngữ pháp toshitemo nha, đáp án số 2. Thì thực ra cái này các bạn sẽ được học ở trong chương trình N2, thế nhưng mà ở đây chúng ta có thể đoán, đúng nhỉ? Ở N3 thì mới học tatoetemo thôi, nhưng mà toshitemo nó cũng mang tính chất tương tự như thế. Ngày mai ấy, cho dù, đúng nhỉ? Cho dù có xảy ra mưa đi chăng nữa, cho dù trời có mưa đi chăng nữa ấy. Đấy. Thì sao? Thì cái đại hội thể thao đã được lên kế hoạch, đã được dự định vẫn sẽ diễn ra. Tiếp theo câu số 5. Nhắc lại một chút mấy cái ngữ pháp này nhé. Toshitara hay Toshiruto đều là giả sử mà này. Là quan hệ thuận, là nếu thì. Đây là quan hệ nghịch, không chọn được. Toshirunara cũng tương tự như thế. Câu số 5. Tanaka nói là gì đây? Boku, chizu ga nigate nan desu. Yamashita-san, yokatara dozo. Này, tớ không có thích cheese đâu, tớ không có thích format đâu.
Yamashita này nếu được thì cậu ăn đi. À, arigato gozaimasu. À, oishii. Oishii no ni doushite nigate nan desu ka? Cảm ơn cậu. Ui, ngon quá. Ngon này, ấy vậy mà. Tại sao cậu lại không thích? Konani, sonani, anani và donani. Ở đây là một câu hỏi hỏi về cái chỉ thị từ. Thì đây rõ ràng là khi mà đưa cái chi dự cho cái người Yamashita này và bạn ấy ăn. Và lúc đấy là cái gì nhỉ? Cái cảm giác là ở bạn ấy đúng không? Đấy, ở gần bạn, ở cạnh bạn ấy thì sẽ phải dùng là gì đấy? Konani một nhá. Ngon như thế này, đúng nhỉ? Không thể dùng là ngon như thế đó hay ngon như thế kia hay ngon như thế nào được. Đấy, donani nó sẽ thường đằng sau nó phải là temo, demo, vân vân. Ngữ pháp cái dạng gì nhỉ? Cho dù trường hợp như thế nào thì cũng ấy. Còn sonani và anani là sonani là ở gần người kia, anani ở xa cả hai người. Sai. Ngon như thế này mà tại sao lại không thích? Câu số 6. Kore kara iku osushi ya san wa osushi, kare, ramen, nan demo arimasu yo. Cái cửa hàng sushi mà mình sẽ đi bây giờ ấy thì sushi này, kari này và mì ramen cái gì cũng có. Omoshiroi mise desu ne. Một cái cửa hàng thú vị nhỉ. De de ga ga ni ni và wa wa. Thì bình thường chúng ta hay dùng tô để nối đúng không? Đấy. Nhưng mà đây không có cái nào là tô cả. Trong trường hợp mà không dùng tô thì chúng ta phải dùng ni, đáp án số 3 các bạn nhé. Đấy. Trong trường hợp này, ni sẽ giống như tô, được chưa? Dùng để liệt kê, để nối. Các bạn ngoài trong trường hợp mà nối dạng danh từ như này thì các bạn còn được biết đó là cái dạng ngữ pháp ni. Ví dụ chúng ta có một số dạng ngữ pháp như là gì nhỉ? Ninaru này. Đấy. Hay là koto ni naru ấy. Thì nhiều khi sẽ được biến thành koto naru. Đấy. Rồi thì koto suru. Đúng nhỉ? Tương tự ở đây sẽ có là to naru nhá. Đấy, hai cái trợ từ này là nhiều khi có thể thay thế được cho nhau. Thì ở trường hợp này đúng nhất sẽ phải là 3, không phải là de de ga ga hay là wa wa, không dùng trong dạng thức liệt kê. Câu số 7. Khách nói là gì đấy nhỉ? Heya ga sagashitai in desu ga eki ni chikakute yasui heya ga in desu. Tôi đang muốn tìm phòng. Đấy. Và gì đấy nhỉ? Và có cái phòng nào mà ở gì đấy? Có cái phòng nào ở gần ga mà sao? Ở gần ga mà lại ổn ổn một chút không? Rẻ và tốt một chút không? Thì người nhân viên nói gì nhỉ? Muzukashii desu ne. Khó nhỉ? Eki ni gì đó, chikai hodo takaku narimasu node. Ở đây có hô đồ là gần, xong đằng sau lại có từ hô đồ đằng đằng sau nữa lại là trở nên đắt, vậy thì ngữ pháp này sẽ là càng 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 gần ga càng đắt, như vậy ngữ pháp sẽ phải là bà hô đồ, như vậy đúng ở đây sẽ phải là đáp án số 4. Chikakereba, à càng gần ga thì càng đắt, một hai hay là ba sẽ không đi với ngữ pháp hô đồ như này nhá. Các bạn được học rồi, tính từ đuôi y sẽ bỏ y thêm kereba sẽ thành Chikakereba chikai hodo. Như vậy đúng sẽ là yombang. Tiếp theo câu số 8. Người A nói là Konomae mita ega ga sugoku omoshiro kattan desu. Omoshiro kattan dakedo watashi doushite mo taitoru ga. Xong bạn B nói là Donna ega. Bạn A nói là cái bộ phim mà mình xem hôm trước, lần trước ấy thì thực sự rất là thú vị. Đấy. Thế nhưng mà dù thế nào ấy, title tự là cái tiêu đề, tên tựa đề của bộ phim. Đấy, thì làm sao đó? Bạn B nói là bộ phim như thế nào ấy nhỉ? Đúng nhỉ, bộ phim nào cơ? Xong bạn, chúng ta sẽ cần phải điền vào đây nhá. Thứ nhất này, câu số 1 này. Omoi dase so de là gì nhỉ? Có vẻ, có thể nhớ ra là sai đúng không? Bạn này đang nói là bộ phim thú vị, xong dùng một mối quan hệ nghịch bằng trợ từ ga, bằng trợ từ kedo. Xong dù thế nào thì đây chúng ta phải đoán là dù thế nào cũng không thể nhớ ra được tên. Vậy thì loại 1 này.
tương tự loại 3, bởi vì đây là dạng khẳng định, chỉ có 2 với lại 4 nó phủ định. Nhưng mà homoidasacenide là dùng dạng ngữ pháp gì đây? Dạng ngữ pháp thể sai khiến, bắt nghĩ ra, đúng nhỉ? Sai, đây phải dùng đáp án số 2 nhá. Dùng thể khả năng dưới dạng phủ định, không thể nhớ ra. Dù thế nào ấy, tớ cũng không thể nào mà nhớ ra được tên của nó là gì. Tiếp theo câu số 9. Nói chuyện qua điện thoại này, A nói là Hai, Minami Toshokan desu. Vâng, thư viện Minami đây. Sumimasen, sochira no Toshokan wa dare demo hon o kariru koto ga dekimasu ka? Xin lỗi, cái thư viện của gì nhỉ? Thư viện bên đấy ấy, thì ai cũng có thể mượn sách được đúng không? A nói là Minami shi ni sunde iru kata nara donata demo jiro yo. Nếu như là người mà đang sống tại thành phố ấy thì ai cũng một nhá, kadidareru, ai cũng có thể mượn, đúng đúng không? Chọn được luôn, dùng thể khả năng, có thể dùng trong gần như là mọi trường hợp diễn tả khả năng. Hai này, karite kudasai masu có nghĩa là gì đấy? Ai đó làm gì đấy cho mình, đúng nhỉ? Đây, cái việc mượn là mượn cho họ dùng chứ không có liên quan gì đến mình, mà dùng bằng dùng te kudasai masu, sai. Okari itashimasu. Itashimasu là khiêm nhường ngữ của shimasu, như vậy đây là dạng khiêm nhường ngữ, sai. Mượn là hành vi của khách. Đấy, do vậy phải dùng tôn kính chứ không phải dùng khiêm nhường. Câu 4 này. Okari itadakimasu. Đúng nhỉ? À, là chúng tôi nhận cái việc mượn từ quý vị, nghe thì có vẻ là đúng, thế nhưng mà trong trường hợp này ấy, chúng ta cũng sẽ không sử dụng mẫu câu số 4 nhá. Ở đây là có donata demo, có nghĩa là ai, dù là ai thì đằng sau nó phải là cũng có thể mượn đấy, chứ không phải là dù là ai thì đằng sau lại dùng cái này, chúng ta sẽ không chọn. Thường là cái dạng ngữ pháp này nó mang tính chất là cái sự gì nhỉ, cái việc làm của đối phương ấy, nó sẽ gì nhỉ, nó sẽ tạo ra một cái gì đó tốt cho mình, thì mình sẽ dùng ngữ pháp dạng go hoặc là o V cộng vị itadakimasu, có nghĩa là người ta làm cái điều đấy cho mình, nhưng mà đây là không phải, đây là dùng dạng khả năng thôi. Tiếp theo câu số 10. Bố nói gì đây? Hiroshi, okina oto de ongaku o kiku no wa yame nasai. Tonari kikoeru yo. Và Hiroshi nói là gomen nasai. Bố nói gì đấy? Bố nói là này, mày bỏ ngay cái việc mà nghe nhạc với âm lượng lớn như thế đi. Đến cả, đúng nhỉ? Tonari là người bên cạnh nghe thấy. Đây thì chúng ta sẽ dịch là đến cả người bên cạnh cũng nghe thấy. À, nó mới xin lỗi bố này. Ma de de, de ma de, ma de ni và ni ma de. Như vậy đúng ở đây phải là 4 nhá. Ni ma de có nghĩa là đến cả ở bên cạnh cũng nghe thấy cái đó. Không thể là ma de de hay là de ma de hay ma de ni. Ma de ni là thường dùng để diễn tả thời hạn. Ma đê đê có nghĩa là gì nhỉ? Đến một cái thời hạn nào đấy thì có thể được. Đằng sau thông thường là ma đê đê y. Đến cái lịch trình đó là được, là ổn này. Đê ma đê thì chưa thấy. Đây phải là ni ma đê. Thực ra là ghép thôi. Chúng ta sẽ cắt ở đây ra. Đúng nhỉ? Đấy. Tonari ni có nghĩa là ở bên cạnh. Ma đê là đến. Đến cả ở bên cạnh cũng nghe thấy. Câu số 11. Ima no. Denki ga gì đó shiteru kara atarashii denki o katte kite kudasai. Bởi vì này, đây các bạn thấy là có shiteru. Đấy. Vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ loại được 1 và 3, bởi vì là không dùng te nối với lại shiteru này mà phải dùng tari tari, có nghĩa là cái sự việc đó làm sao đấy nó lặp đi lặp lại, đúng nhỉ? Đây các bạn thấy là trợ từ ga. Trợ từ ga là một tự động từ. À xin lỗi, trợ từ ga, do vậy chúng ta sẽ phải sử dụng tự động từ. Không thể dùng 4 là tsukeru hay là kê sự được. Đây là tha động từ phải đi với trợ từ o. Như vậy là chúng ta đã loại được 4, vậy thì chỉ còn đáp án đúng là 1. À xin lỗi, là 2 đúng nhỉ? Câu này có nghĩa là gì đây? Bởi vì ấy là cái điện ở phòng khách, cái từ ima ở đây nó là chữ cư và chữ gian, có nghĩa là phòng phòng khách. Bởi vì là cái điện của phòng khách ấy nó cứ bật rồi lại tắt, nó cứ nhấp nhá nhấp nháy, cho nên là gì đấy?
hãy mua gì nhỉ? Hãy mua cái bóng đèn mới, bóng điện mới. Tiếp theo câu 12. Toshio totte karada ga gì đó ryoko shitai to ite chichi wa sengetsu kaigai ni ikimashita. Bố tôi nói là cái gì đó này, và tháng trước bố đã đi du lịch nước ngoài. Toshio totte là già đúng nhỉ? Thêm tuổi, cơ thể làm sao đó nhá. Thì muốn đi du lịch. Chúng ta cùng xem. Một, ugokasanai aida ni. Chúng ta được học ngữ pháp aida ni có nghĩa là trong lúc người 1 làm cái V1 thì người kia, người 2 làm cái V2, đúng không? Nó hoặc là đằng trước là một cái trạng thái tiếp diễn kéo dài, đằng sau là một cái sự việc ngắn chen ngang. Nhưng đây rõ ràng là không phải mang cái tính chất như vậy, chúng ta sẽ loại, đúng nhỉ? Đấy. Và nghĩa cũng không đúng, không phải là trong lúc mà cơ thể, mà đây lại dùng trợ từ ga, đây là trợ từ ga, đúng không? Trợ từ ga thì phải dùng tự động từ, mà đây lại là ugokasanai. Đấy. Là tha, do vậy là loại nhá. Câu số 2 tương tự này. Ugokasanai uchi ni. Đấy, đây là cũng dạng gì đấy? Đây là cũng dùng dạng tha động từ, nhưng mà có thể là nhiều bạn sẽ chọn uchi ni bởi vì các bạn ấy nghĩ là tranh thủ lúc nhân lúc đấy. Nhưng mà ở đây dịch nghĩa sẽ bị sai, không đúng. Phải là tranh thủ lúc mà vẫn còn cơ thể vẫn còn có thể hoạt động được. Chứ nếu mà viết như này thì là tranh thủ lúc cơ thể chưa hoạt động, đúng không? Là sai. Sai loại từ, không phải là tha động từ và sai ý nghĩa, vậy là loại cái này. Câu 3 này. Ugokanaku naru mae ni là trước khi mà trở nên không hoạt động được. Đây là tự động từ. Động từ gốc là ugoku. Có dạng này là ugokanai. À, đáp án đúng là đáp án số 3 nhé. Đấy. Trước khi già đi và không có cơ thể, không có hoạt động được nữa, không có vận động được nữa thì bố muốn đi du lịch. Câu 4 là gì đây? Vào lúc mà không hoạt động được là sai đúng không nhỉ? Câu 13. Shiai wa mo hajimarimashita ka? Trận đấu bắt đầu chưa? Kore kara kaikaishiki ga. Trận đấu bắt đầu chưa? Từ bây giờ ấy, trận đấu, đây là trợ từ ga. Thì chắc chắn sẽ phải dùng tự động từ hoặc là gì nhỉ? Dùng thể bị động. Đấy. Như vậy là cái số 1 này. Các bạn thấy là dùng là okonatte iru là dùng tha động từ là sai nhá, không dùng với trợ từ ga. Tương tự chúng ta cũng loại 4, không đi với lại trợ từ ga này. Vậy chỉ còn 2 với 3 thôi, nó dùng thể bị động. Đây lại là kore kara, tức là từ bây giờ sẽ bắt đầu. Vậy thì sẽ phải loại 2 bởi vì te iru tokoro có nghĩa là đang bắt đầu đúng không? Đang tiến hành. Như vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 3. Đấy. Từ bây giờ thì nó sắp sửa được tiến hành nhá, cái lễ khai mạc. Tiếp theo chúng ta sang bài dấu sao. Denwa de ở trên điện thoại này. Haitatsu in tức là nhân viên ship hàng ấy. Onimotsu no haitatsu jikan desu ga ashita no yoru 8 ji goro de ikaga desu ka? Là tôi muốn nói về cái thời gian mà giao hàng ấy. Thì khoảng 8 giờ tối mai được không? Khách mới nói là sono gì đó, node daijoubu desu, onegai shimasu. To omou tabun jikan wa ie ni iru. Nào chúng ta thấy nhá, sono đằng sau đây sẽ phải là danh từ, như vậy là có thể là 3 hoặc là 4 bởi vì ie là danh từ và jikan là danh từ. Thế nhưng mà ở đây người haitatsu in là người nhân viên giao hàng, người ta đang nói câu trước là khoảng 8 giờ tối mai đúng không? Vậy thì cái người này ấy, dùng cái từ sono đấy, là đó, vậy thì phải là cái thời gian đó chứ không thể là cái ngôi nhà đó được. Như vậy chúng ta sẽ cố định được cái đáp án số 3 vào đây. 3 sẽ là gì căng? Wow. Tiếp theo các bạn có này. Tabun. Tabun sẽ đi với lại gì? Nó, chúng ta sẽ có cấu trúc cố định là tabun đằng sau là daro đúng không? Daro này, desho hoặc là to omou có nghĩa là nghĩ là hoặc là có vẻ là như sẽ như thế. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ ghép vào như thế nào? À. Để ý tiếp, ở đây các bạn thấy có node, vậy thì đằng trước node sẽ là thể thường. Như vậy có thể là 4. Đấy, 4 là iru nhá hoặc là 1 to omou. Thế nhưng mà thử đúng nhỉ? Chẳng hạn như các bạn thử nhá, chúng ta thử cho
4 vào đây. Đấy. Vậy thì trước tô cũng phải là thẻ thường, đúng không? Thì nó sẽ không hợp lý, bởi vì là cái 4 là ký thẻ thường mà đã được xếp vào đây rồi. Như vậy thì cách xếp cuối cùng chúng ta bắt buộc sẽ phải cho một là tô mô ở đây. Và 4 sẽ trước nó, sẽ thỏa mãn. Thứ nhất là ô mô trước nô đế hợp lý, và tiếp theo là trước tô mô là y rự là thẻ thường cũng hợp lý. 4 này. Yeni y rự. Như vậy là chúng ta có từ tha bừng chúng ta sẽ xếp ở đây, đúng nhỉ? 2 tha bừng. Thứ tự đúng là 3 2 4 1. Có nghĩa là gì nhỉ? Bởi vì là tôi nghĩ cái thời gian đó ấy, có lẽ là tôi sẽ ở nhà cho nên là được. Nhờ anh, đúng không? Phiền anh. Như vậy đúng đây sẽ là đáp án 2. Câu số 15. Yamashita nói này. Tanaka-san, ABC Daigaku no Ryu Sensei o shitemasu ka? Này, cậu có biết Sensei Ryu ở trường ABC không? Ở trường đại học ABC không? Bạn này bạn đáp là gì đó? Arimasen này. Arimasu ga atta koto wa kita koto wa onamae wa. Chúng ta thấy có rất là nhiều ta koto và arimasu. Chắc chắn đây là ngữ pháp là đã từng, đúng không? Gặp, nghe, tên. Vậy thì có thể đoán được. Đúng nhỉ? Câu này đơn giản là đoán nghĩa nhé. Tên thì tôi nghe rồi nhưng mà gặp thì chưa. Như vậy chúng ta sẽ xếp được luôn là gì đây nhỉ? 4 này. Onamae, đúng không? Onamae wa là tên ấy. Thì sao? 3 Kita koto wa, đúng nhỉ? Xong là 1 Arimasu ga, và 2 là Atta koto wa. Đấy, Arimasen. Tên ấy thì nghe rồi, chứ còn gặp thì chưa. 4, 3, 1, 2 sẽ khoanh đáp án đúng là đáp án số 1. Arimasu ga. Tiếp theo câu số 16. Watashi ga Kyoto no Takayamaji ga aru itemitai hitotsu ni mottomo tera no. Có cái chùa Takayama ở Kyoto. Đấy. Tôi này, itemitai muốn thử đi, hitotsu ni là một. Đây là gì đấy? Đây là chùa đúng nhỉ? Một tô mộ là nhất. À chắc chắn thì chúng ta sẽ xếp phải xếp được mấy trước? Một tô mộ là cái gì nhất thì đằng sau nó sẽ phải là động từ hoặc là tính từ. Như vậy là chúng ta sẽ phải xếp 3. Một tô mộ trước một đúng không? Là Itemitai. Đấy. Đằng sau, ở đây các bạn đang thấy là Itemitai đang để thẻ thường. Đằng sau thẻ thường phải là danh từ để bổ nghĩa cho nó, hoặc là ngữ pháp đi với thẻ thường. Ví dụ như là no de no ni. Ở đây không có ngữ pháp, vậy bắt buộc phải là danh từ. Thì có hai danh từ đấy là hitotsu ni, hitotsu hoặc là terano. Ngoài ra các bạn còn có cái dạng thức là gì đây nhỉ? Một trong những. Đấy. Nó sẽ là n cộng no hitotsu ni. Hitotsu ni nhá. Đây, một trong những cái n. Vậy thì câu này có thể đoán là một trong những ngôi chùa mà tôi muốn thử đi nhất. Đấy. Thì có những cái gì nhỉ? Có cái ngôi chùa là ngôi chùa này ở Kyoto. Như vậy chúng ta sẽ phải xếp thứ tự đúng của chúng ta sẽ là gì đây nhỉ? 3 1 này. Sau đấy đến là mấy? À. 4 đúng không? Terano. Và 2 là Hitotsu ni. Chúng ta sẽ khoanh đáp án số 4 nhé. Yom bằng. Câu số 17. Presento という映画を見て、この映画、gì đó, 映画はないと思ったほどについて人生考えさせられる。Xem cái bộ phim gọi là món quà ấy, thì tôi đã nghĩ là bộ phim này này. Egawa Nai, không có bộ phim nào lại có hồ đồ. Chắc chắn các bạn sẽ nghĩ đến ngữ pháp hồ đồ Nai, đúng nhỉ?
Có nghĩa là không có cái nào bằng cái đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải có một đằng sau cái từ Kono Ega, đúng không? Bằng cái bộ phim này. Như vậy chúng ta sẽ xếp được một ở đây nhá, Hodo này. Tiếp theo, trước cái từ Ega nó phải là có cái gì đó để bổ nghĩa, để chúng ta hình dung ra cái bộ phim đấy là bộ phim gì, đúng không? Bộ phim như thế nào đấy, chứ không thì không ai nói là tự nhiên là không có cái bộ phim nào như bộ phim này. Phải là bộ phim nào hay như, rồi thì cảm động như đấy. Vậy thì đằng trước nó phải có cái phần bổ nghĩa. Vậy thì đây là đang dạng danh từ thì bắt buộc bổ nghĩa phải là dạng thường, thể thường, đúng nhỉ? Hoặc là danh từ no, nhưng đây không có danh từ no thì chắc chắn sẽ phải ghép 4 vào. Bởi vì 4 đang để thể vê rự là thể thường. Như vậy chúng ta sẽ xếp 4 vào đây. Kangae sase dareru. Đấy, có nghĩa là bộ phim làm cho mình suy nghĩ nhá. Vậy thì suy nghĩ rồi, còn nijite và jinse thì chắc chắn là suy nghĩ về cái gì đó, sẽ phải cho 3 là jinse và 2 là nijite. Đấy, đây là thứ tự đúng của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án số 2. Câu này có nghĩa là xem cái bộ phim món quà này ấy, thì tôi đã nghĩ là không có một bộ phim nào làm cho tôi suy nghĩ về cuộc đời như cái bộ phim này. Tiếp theo câu 18, câu cuối cùng của phần dấu sao. Tomodachi kara no gì đó sukari wasurete ita meru ga kuru made toyukoto o kyou ga reporto no shimekiri bi datta. Nào, ở đây các bạn có này, kara no thì chắc chắn là cái gì đó từ bạn, thì phải là món quà, bức thư, rồi thì email. Thì vậy thì chắc chắn ở trên đây hợp lý phải là gì? Phải là 2. Các bạn xếp vào đây. 2. Meru ga kuru made. Đấy. Tiếp theo các bạn có nhá. Sukari wasurete ita. Tôi đã quên hoàn toàn. Đúng nhỉ? Tôi đã quên hoàn toàn. Vậy thì phải là quên cái gì, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải xếp gì đấy? Chúng ta sẽ phải xếp 3 trước 1. Đấy, quên mất cái việc. Đúng nhỉ? Bởi vì đây là có trợ từ ộ, sẽ là quên mất cái việc đó. À, vậy quên mất cái việc, việc có toyu koto này. Vậy thì đằng trước đây sẽ là cái phần giải thích cho cái sự việc đấy là sự việc gì. Vậy thì sẽ phải là 4, đúng nhỉ? Vậy thì thứ đúng của chúng ta câu này sẽ phải là 2, xong đến 4, đúng nhỉ? 4 hơi dài cho nên là đây xin sẽ không viết ra nhé. 2, 4 này, xong đến mấy? 3. Toyu koto và 1. Sukari wasurete ita. Đáp án 3. Câu này là gì nhỉ? À, tôi đã quên hoàn toàn cái việc là hôm nay là hạn cuối của báo cáo cho đến khi mà có email từ bạn tôi gửi đến nhé. Đấy. Chúng ta sang phần tiếp theo. Đó là phần ngữ pháp trong đoạn văn. Có thể nói là cái phần tương đối là khó với nhiều bạn. Shita no bunshou wa ryugakusei no Yan san ga saikin bikkuri shita koto nitsuite speech suru tame ni kaita sakubun desu. Đoạn văn dưới đây ấy, là đoạn văn mà bạn Yan là một du học sinh đã viết, đúng nhỉ? Đã viết về cái điều mà mình cảm thấy rất là lạ lùng, lạ kỳ, giật mình gần đây. Để bạn ấy viết rồi bạn ấy sẽ thuyết trình. Tên bài là Yoru demo Ohayo, dù là buổi tối cũng nói Ohayo nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem này. Kankoku de Nihongo no Ohayo wa asa no aisatsu da to naratta no desu ga Nihon ni ryugaku shite Nihonjin no senpai ya tomodachi ga asa iigai de mo tsukatte iru no o kiite odorokimashita. Có nghĩa là ở Hàn Quốc ấy, bạn ấy đã được học là cái câu Ohayo trong tiếng Nhật thì là câu chào buổi sáng. Thế nhưng mà khi mà bạn ấy đến Nhật du học ấy thì
Khi mà bạn ấy nghe thấy những cái người bạn hoặc là những cái senpai người Nhật dùng ngay cả những cái lúc asaigai ngoài buổi sáng đúng không? Ví dụ buổi trưa, buổi tối vân vân. Bạn nghe thấy người ta dùng những cái buổi không phải buổi sáng thì bạn đã rất là giật mình ngạc nhiên. Senpai ya tomodachi ga machigatteiru no desho ka? Vậy thì liệu rằng có phải là các senpai và bạn của họ bị nói sai không? 19. Khi mà đứng đầu một từ và đằng sau là dấu phẩy này thì đây sẽ là từ nối, các bạn sẽ xem cái quan hệ câu trước với câu sau thì các bạn chọn được. Đấy, ví dụ như cái đoạn này thì chúng ta thực ra chúng ta chỉ cần đọc cái câu này với câu đằng sau thôi. Cái đoạn trước này chúng ta không cần đọc hết cũng được. Nhưng mà đây là chữa cho nên là Sensei sẽ dịch luôn. À, liệu rằng là gì nhỉ? Có phải là các senpai và người bạn của họ sai không? Đằng sau nhé. Watashi ga narata koto ga machigatte iru no desho ka? Cái điều tôi đã học là sai, liệu rằng sai? Như vậy là đây là cái sự lựa chọn đúng không? Bên nào là bên sai, vậy thì sẽ phải lựa chọn liên từ mang tính chất lựa chọn. Tokoro de, nhân tiện tiện thể này. Tokoro ga, tuy nhiên nhưng. Sore nara, nếu vậy thì. Sore tomo là hay là hoặc là, như vậy đúng đây phải là 4. Sore tomo. Đấy. Vậy thì họ nói sai hay là tôi đã học sai đúng không? Aru hi no gogo, gakko de senpai ni ohayo to 20. Đấy. Một buổi chiều, một ngày nọ ấy, thì ở trường này, senpai ni ohayo, câu là ohayo nhá, đây là senpai ni. Các bạn thấy ở đây có này. Iimashita, iwasemashita, iwaremashita và iemashita. Thì thực ra chúng ta loại được luôn 4 là iemashita dùng thể khả năng. Đúng nhỉ? Dùng thể khả năng là tôi có thể nói, tôi có thể đã nói với senpai là sai, đây không có năng lực gì cả loại. Hai là gì đây? Hai là iwasemashita. Đấy. Nếu là chúng ta dùng là iwasemashita thì nó mang nghĩa là gì nhỉ? Bắt ai đó làm gì đúng không? Đấy, cũng không phải, không thể nào bắt senpai nói hay là senpai bắt mình nói được. Vậy thì chỉ còn 1 và 3. 1 và 3 nhá, thì nó sẽ khác nhau đấy. Nếu như các bạn chọn 1 đấy là iimashita thì có nghĩa là tôi nói với senpai. Đấy. Nếu như các bạn chọn là 3 iwaremashita thì nó sẽ thành thể bị động. Senpai ni, thể bị động có nghĩa là tôi được senpai nói ra câu đó. Đấy, senpai nói với tôi câu đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn là tôi nói với senpai hay là senpai nói với tôi, thì nó chưa rõ ràng lắm cho nên các bạn sẽ cần phải đọc tiếp. Okite sugu ni kita kara machigaete ohayou to itta no da to omoimashita. Đây, chúng ta thấy có là omoimashita là tôi đã nghĩ là, tôi đã nghĩ là họ nhầm lẫn và nói Ohio đúng không? Bởi vì họ gì đây? Bởi vì họ dậy và đến 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 đây ngay ấy. Đấy. Bởi vì tôi đã dậy và đến ngay ở đây. Sau khi dậy tôi đến 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 lớp ngay chứ không phải là buổi khác. Đấy. Cho nên là gì đây nhỉ? Cho nên là tôi nghĩ là họ nói sai. Vậy thì cái việc nói đây không phải là tôi nói, như vậy là chúng ta sẽ không thể chọn đáp án số 1 được mà phải là 3 đúng nhỉ? Đấy, tôi được người ta nói ra, nói với câu với tôi câu đó nhá. Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền vào luôn Sore tomo. Và đây sẽ là gì nhỉ? Iwaremashita. Senpai là người nói chứ không phải là mình là người nói cho senpai. Shikashi, sono ato de hiru demo yoru demo ohayou という人が周りの友達にもいることに気が。Thế nhưng mà sau đó ấy, những cái người mà nói Ohio ngay cả trong buổi trưa hay là buổi tối ấy, đấy, kỳ gõ nhận ra này, có những người bạn xung quanh, đấy, ngay những cái người bạn xung quanh sẽ nói ra cái điều đấy, thì cái câu 21 chúng ta sẽ phải điền cái gì? Tsuita no desu, tsuita kara desu, tsuita se desu, tsuita okage desu. Nào chúng ta có nhá. Đáp án số 2 là gì nhỉ? Kara desu. Nó dùng để giải thích cho cái câu đằng trước. Đấy, nhưng đây không phải là giải thích, do vậy chúng ta sẽ loại. Tương tự C desu là tại vì này, nhờ này cũng không đúng. Đấy, đây chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là đáp án số 1. Tsuita no desu có nghĩa là nhấn mạnh một cái tình hình, tình trạng. À, và tôi đã nhận ra rằng, đúng nhỉ? Là
không chỉ cái người senpai này mà ngay cả những người xung người bạn khác xung quanh ấy, vào buổi trưa cũng như là buổi tối họ cũng có nói cái điều đấy. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ điền được là tsuita no desu. Tomodachi ni ryū o kiitara hito ga 24時間働いているホテルやコンビニでは出勤したとき、時間に関係なくおはようを使うということを教えてくれました。Sau khi tôi hỏi bạn tôi cái lý do, thì bạn tôi đã nói cho tôi, đúng nhỉ? Oshiete kuremashita. Đây là một câu rất dài, nhưng mà các bạn lưu ý là chúng ta sẽ để ý những cái cách ngắt câu ra để dịch nhá. Thì đầu tiên này, tôi hỏi lý do bạn tôi, và cụ đuôi câu là tôi và bạn ấy chỉ cho tôi. Vậy thì cái phần này sẽ là cái phần mà lý do đó là gì đấy, khi mà dịch thì các bạn để ý đấy là ở gì nhỉ, ở những cái khách sạn hay là những cái combini, những cái cửa hàng tiện lợi mà người ta làm việc 24 tiếng ấy, đấy, con người làm việc 24 trên 24 giờ, tức là những cái nơi mà hoạt động 24 trên 24. Thì khi mà làm việc thì người ta sẽ sử dụng cái từ Ohio bất kể là cái thời gian nào đi chăng nữa. Khi mà chào khách thì luôn luôn là chào Ohio. Đấy. Bạn chỉ ra cái câu đấy. Tashika ni senpai mo konbini de hatarai te imasu. Quả nhiên là senpai cũng đang làm việc ở konbini, ở cửa hàng tiện lợi. Đây xuất hiện từ senpai nhá. Ika no sono ryugaku shita odoroita. Dưới đây này, đó này, đã du học và đã ngạc nhiên, thì đây chắc chắn sẽ phải là gì đây? Người ngạc nhiên không phải là người senpai đấy, đúng không? Đấy. Mà ở trên này đã nhắc đến vị senpai rồi và dưới nhắc lại thì sẽ phải dùng sono. Như vậy đáp án đúng ở đây phải là đáp án số 2. Sono. Chúng ta sẽ điền vào đây. À, quả nhiên là quả đúng là cái người senpai đó ấy, cái người senpai tôi đã đề cập ở trên này này, họ cũng đang làm việc ở konbini. Soyu tokoro de hatarai teiru hito ga shigoto de tsukau ohayo gakkou de mo tsukatte shimat gakkou de mo tsukatte shimatteiru no de shou. Những người mà đang làm việc ở những nơi như vậy thì có lẽ là họ gì nhỉ? Họ sử dụng cái từ Ohio dùng cho công việc, ngay cả ở trường cũng thế. Tức là trong cái công việc ấy thì người ta dùng 24 trên 24 cái từ Ohio, không kể thời gian là sáng chiều. Và chính vì vậy cho nên là đôi khi là sang một môi trường mới mà không cần thiết dùng như thế, người ta vẫn cứ dùng, đúng nhỉ, theo một thói quen. Tiếp theo này. Senpai ya tomodachi ga naze asa dewa nai no ni Ohio tsukatteiru no ka wakarimashita. Tôi đã biết được rằng tại sao, đúng không? Tại sao không phải là buổi sáng mà các senpai và bạn bè tôi lại cứ dùng Ohio? Soshite kyoshitsu de naratta no to wa chigau tsukaikata mo aru ということ. Hay ba phải điền từ nhá. Cái việc đấy là cái gì nhỉ? Cũng có những cái cách sử dụng khác so với cái điều mà tôi đã học ở trong lớp. Số 23. Shita no desho. Shiru hazu desu. Shite imashita và shirimashita. Đã biết, đúng không? Đã biết thì phải dùng mấy? Phải dùng 4. Tôi đã biết được điều đó. Cái này là có lẽ tôi đã biết. Đấy, biết thì biết rồi chứ không phải dùng có lẽ tôi đã biết nhé. Sai. Shiru hazu desu là chắc chắn là tôi sẽ biết. Biết rồi. Shite imashita là vậy thì có nghĩa là tôi biết và bây giờ tôi không biết nữa, là sai. Như vậy đúng sẽ phải là đáp án số 4. Và tôi đã biết được cái điều như vậy. Tại sao không dùng shite imasu? Bởi vì là ở đây người ta muốn nhấn mạnh rằng cái thời điểm người ta biết là một cái gốc ở trong quá khứ nhá. Người ta không muốn nhấn mạnh cái tính trạng thái của cái việc nắm được thông tin nào đó. Hoka ni mo konna de wa aru de shou ka? Shirabete mitai desu. Tôi muốn tìm hiểu xem là liệu rằng còn có những cái nào khác nữa không. Đó, thì câu 23 chúng ta sẽ điền là gì nhỉ? Shirimashita.
Thì đấy là cái phần chữa bài của chúng ta. Các bạn cố gắng là xem kỹ để rút ra những cái kinh nghiệm của mình khi làm cái bài này nhé. Cố gắng là lấy được càng nhiều điểm càng tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sắp tới.